Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì cái video lần này mình sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn một cái con máy gõ đũa của hãng Nitto ha, với mẫu sản phẩm là ZJ21. Con này thì mã rất là thông dụng và rất là ưa chuộng trên thị trường hiện tại nha các bạn ha. Thì giá bên mình đang cung cấp thì cũng khá là hợp lý, nên các bạn cũng quan tâm thì hãy liên hệ ở dưới đường link ở phía dưới ha. Rồi bây giờ mình sẽ khui hộp từ bên trong con máy bao gồm những gì và chất lượng ra sao ha, các bạn xem rõ hơn. Rồi catalog phiếu bảo hành đó, sửa sơ quy đầy đủ của Nitto đây ha các bạn ha, đó, rất là đầy đủ giấy tờ. Rồi hàng chuẩn, hàng chuẩn hàng mới luôn nha các bạn ha. Đó, đó thông địa chỉ thông số ở trên này hết. Rồi tiếp tục một bộ đầu khớp nối hơi ha, được bạn kèm với lục giác. Tiếp tục đó thì đó là dùng chính chúng ta lấy để các bạn xem. Đây ha, bao bì rất là kỹ ha các bạn ha, đó bao bì rất là kỹ càng. Đây rất là kỹ luôn các bạn. Rồi đây logo với lại thông số thì được đều được nhập nổi hết nha các bạn ha. Đây. Đó, đều được nhập nổi hết. Đây, đũa. Bên trong đũa đây các bạn, mình sẽ đếm thử bao nhiêu cái đũa đi kèm với máy nha. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 24 cây ha các bạn ha. Đó, Z. Đây, Z24. Tùy thuộc vào mã. Mã tùy thuộc vào nha các bạn. Đó, mã Z2016-20 thì nó sẽ tùy thuộc vào cái đũa nha. Rồi bộ phận lục giác để chúng ta tháo lắp. Khung hộp vỏ thì được đúc nguyên khối bằng hộp kim nhôm. Đó, rất là bóng lưỡng và rất là đẹp. Và model logo và số series được in dập nổi nha các bạn. Ở hàng chuẩn chính hãng luôn. Rồi đây bộ thợ bộ phận để tháo lắp kiểm tra hơi đây các bạn ha. Đó, bộ phận tan rất là đẹp. Con này thì nó sở hữu cái công suất vòng tua lên tới tốc độ đọc của nó lên tới 4.000 lần trên phút nha các bạn. 4.000 lần. Và trọng lượng thì con này cũng 2.7 ha. Đó, 2.7. Đó, rất là đẹp. Mẫu mã này thì con Z24 này thì rất là ưa chuộng trên thị trường luôn. Nếu mà các bạn có muốn quan tâm hoặc muốn tìm hiểu thêm về cái dòng sản phẩm này thì hãy liên hệ số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay thì là một like, một subscribe và các đồng hành review những sản phẩm như này khác. Xin chào video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.